chào quý khán giả đang đến với chương trình An ninh Tây Ninh. Thưa quý khán giả, trong chương trình An ninh Tây Ninh hôm nay, kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi phần điểm tin với những hoạt động của lực lượng Công an Tây Ninh trong 2 tuần qua. Bộ Công an giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Công an Tây Ninh cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng. Phần cuối chương trình An ninh Tây Ninh là phóng sự Công an Tây Ninh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chiều ngày 1 tháng 2 năm 2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 đến công an các tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự có đồng chí Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt chú trọng không để dịch bệnh lây lan vào cơ sở giam giữ, chú ý bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn, đồng thời siết chặt việc thăm gặp, tiếp xúc với can phạm nhân. Các bệnh viện, cơ sở y tế trong công an nhân dân tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, tổ chức rà soát quá trình sàng lọc, kiểm soát triệt để người tới khám chữa bệnh. Cục Y tế bám sát tình hình dịch bệnh để kịp thời hướng dẫn công an các đơn vị địa phương các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa trong việc tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức nhập cảnh trái phép. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh luôn duy trì bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ lực lượng quân sự, biên phòng, tăng cường cho các chốt phòng chống dịch, tăng cường tuần tra vũ trang tại các tuyến biên giới. Qua đó, đã phối hợp phát hiện 115 vụ, 306 người xuất cảnh trái phép, đưa ra xét xử lưu động 3 vụ, 9 bị cáo để phòng ngừa, răn đe tội phạm. Từ ngày 27 tháng 1 năm 2021, khi dịch xuất hiện trở lại ở một số địa phương, thì tại Tây Ninh, lực lượng công an đã phối hợp cùng các ngành, chính quyền địa phương làm tốt các mặt công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó, phát hiện 4 vụ, 10 người nhập cảnh trái phép, hiện đã đưa đi cách ly theo quy định. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an Tây Ninh phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử và thăm hỏi chúc Tết hai mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai, 88 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Tây Ninh và mẹ Phạm Thị Ánh, 86 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu. Tại đây, đoàn công tác sử dụng các thiết bị thu thập thông tin lưu động, cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho hai mẹ và người thân trong gia đình của mẹ. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của mẹ có chồng, con là liệt sĩ công an, những người đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp xuân mới, đoàn đã trao quà Tết và tiền phụng dưỡng hàng tháng đến mẹ, chúc mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Với hoạt động của đoàn công tác, người thân của mẹ đã cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên, chúc Tết cũng như làm các thủ tục cấp căn cước công dân, tạo thuận lợi cho mẹ và các thành viên trong gia đình. Hàng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, mảnh đất Tây Ninh lại đón tiếp hàng ngàn khách thập phương về đây tham quan, du lịch, thưởng ngoạn cảnh đẹp núi Bà, Ma Thiên Lãnh hay ghé thăm nét kiến trúc độc đáo của tòa thánh Tây Ninh. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn được Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong phần cuối chương trình An ninh Tây Ninh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Công an Tây Ninh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ngay từ giữa tháng 12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021 trong toàn lực lượng công an tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại vui chơi, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn và ùn tắc giao thông. Ban giám đốc đã chỉ huy toàn lực lượng ra quân tổng kiểm tra các phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông. Đó là lực lượng cảnh sát cơ động là tăng cường tuần tra liên tục, tần suất cao hơn, liên tục hơn các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Đó là tăng cường lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về kiểm tra lưu trú các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
đó là lực lượng cái phòng cháy chữa cháy, tăng cường cái đảm bảo an ninh về cái phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản về luật an toàn giao thông. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, đồng thời huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát. Thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh sẽ tham mưu ban giám đốc triển khai lực lượng, phương tiện, tuần tra, đảm bảo trật tự trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì lực lượng giao thông tập trung là thực hiện các biện pháp để phòng chống hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, chạy xe rú ga biểu diễn, gây mất an ninh trật tự tại các địa bàn. Lực lượng cảnh sát cơ động triển khai phương tiện và lực lượng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự các tuyến đường và khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng phó với tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Trong công tác phòng chống tội phạm thì đơn vị hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ mà tập trung nhất là các cái tội phạm như là hàng gian, hàng lậu qua biên giới, ma túy, rồi pháo nổ, và cái trọng tâm nhất ở trong địa bàn thành phố Tây Ninh là cái chạy xe quá tốc độ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia bố trí ở nhiều khu vực trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con tiểu thương, du khách hành hương và tín đồ thực hiện tốt công tác, làm tốt việc phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra. Đầu năm, lượng khách thập phương về tham quan núi Bà khá đông. Vì vậy, đây cũng là thời cơ để các đối tượng hình sự thường lợi dụng để móc túi, cướp giật và trộm cắp tài sản. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, thời điểm Tết nên tệ nạn cờ bạc, đá gà, tín dụng đen bộc phát mạnh, đặt ra cho lực lượng công an nhiều khó khăn, thách thức. Để có thể chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Hòa Thành, Dương Minh Châu và công an thành phố Tây Ninh rà soát các đối tượng hình sự trong và ngoài tỉnh, có kế hoạch đeo bám, ngăn chặn, bắt giữ các hành vi móc túi, cướp giật tài sản của khách hành hương và ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các lực lượng như công an xã, dân quân, tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố cũng được công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa để tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ lễ hội để bà con vui xuân đón Tết. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại, Công an Tây Ninh sẽ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, nhất là các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng dịch trở về. Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, sự trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ và sự đồng tình ủng hộ của người dân, chúng ta tin rằng tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong mùa xuân Tân Sửu sẽ được đảm bảo an toàn. Kính thưa quý vị, chương trình An ninh Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.